kỳ người ta. Cái lúc mình ngoan á, không ai biết hết á. Còn cái lúc mình hư á, sẽ có người biết liền. Ba có biết con ngoan hồi nào không? Là ba bận đi làm, ba bận nhiều quá mà ba bận đến độ mà mẹ bỏ ba đi luôn á. Còn ba bận đến độ mà thằng con của ba nhập học lớp 1 không có một người nào ở kế bên á. Trong khi bạn bè xung quanh á, ai cũng có gia đình, đang có ba mẹ.